ngày mai anh đột ngột trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điềm màu da đã nam màu sương gió. Bởi chiến tranh không phải cho đi. Rồi từ đó em nhận ra, từ đó nhận ra không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trông dậy chạy đến rồi khóc. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bằng khoăn nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ấy sẽ đến, ôi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về phải không anh? Đó sẽ xảy ra, em biết. Ngày mai anh đột ngột trở về, đôi vai gầy và đôi mắt. Tất cả chú ý, có máy bay đi. Triển khai đánh trả máy bay địch theo phương hướng Tây.
Nào, xin mời anh. Kuska. Kuska, nó là cái gì vậy? Một nước cờ hả? Nước cờ cổ điển. À. Ở Việt Nam chúng tôi môn cờ châu Âu nói chung là không phổ biến lắm. Cho nên tôi chơi rất tồi. Chơi thì sẽ biết. Máy bay trinh sát của Mỹ, một dấu hiệu bất thường. Anh ăn đi. À, này đi. Được chứ? Được lắm. Đây, đồng chí Phong này, tôi chỉ là một kỹ sư xây dựng bình thường thôi. Tôi khác anh ở chỗ là không tốt nghiệp Hàn Lâm Viện, nhưng về mặt chiến lược thì cũng cùng mẹ cát. Anh đi đi. Cùng mẹ cát? Thế nghĩa là gì? Cùng mẹ cát, từ đó nghĩa là am hiểu. Tôi đã từng là người lính công binh, mà người lính công binh thì chỉ được phép lầm lẫn một lần. Một lần thôi. Anh hiểu chứ? Lính công binh chỉ được phép lầm lẫn một lần. Anh làm gì thế? À, khoan đã, tôi đánh không đúng hướng rồi. Thế là bám sát nhau à? Vì chúng tôi bị mất oan đấy. Tôi đánh lại này. Thế đấy. Bây giờ thì chúng nó không rời chúng ta đâu. Tôi biết rõ chúng lắm rồi. Phải đến chỗ thuyền trưởng xem mọi chuyện thế nào. Lệnh của thuyền trưởng, tôi ra lệnh cho tất cả mọi người không phản ứng đối với những hành động của tàu Mỹ và hãy đi làm nhiệm vụ của mình. Tôi nhắc lại, tất cả mọi người không phản ứng đối với những hành động của tàu Mỹ và hãy đi làm nhiệm vụ của mình. Tất cả hãy về vị trí. Tàu Mỹ hỏi chúng ta đi về hướng nào? Hãy trả lời, cảng Hải Phòng. Chúng muốn biết tàu ta đang chở hàng gì? Chở hàng dân dụng. We have general cover one more. Chúng nó nghi tàu ta chở tên lửa. Cứ trả lời đơn giản là không có. No, we don't have. Nó đòi tàu ta phải dừng hẳn lại và tự kiểm tra xem trên tàu có chở tên lửa hay không. Chúng không có quyền đòi hỏi như vậy. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng nói trong thời chiến kẻ có quyền là người có sức mạnh. Đúng là giọng huênh hoang của bọn Mỹ. Chúng bắt ta phải dừng hẳn lại, nếu không chúng sẽ nổ súng. Đã đến lúc trả lời cho chúng biết theo cách của người Nga. Tôi sợ rằng chúng sẽ không hiểu. Hãy hỏi chúng, có phải chúng định nhân danh Tổng thống Mỹ tuyên chiến với Liên Xô không? Should we consider your reply as if you had declared war against the Soviet Union on behalf of the President of the USA? Chúng khuyên ta hãy nghĩ cho kỹ. Sự bướng bỉnh có thể khiến chúng ta trả giá rất đắt. Tiến thẳng hết tốc độ.
Đồng chí thuyền trưởng này, chúng ta đừng sớm vui mừng trước thất bại vừa rồi của hạm đội 7. Nó sẽ không để chúng ta yên đâu. Xin lỗi các đồng chí, đồng chí Phong có điện thoại. Chúng ta giữ hàng ở Vịnh Hạ Long. Của bố Phúc. Bố ở đâu? Bố ở đây, ở ngay đây này. Hiện giờ bố đang ở trên tàu. Tàu của bố có to không? To, to lắm. Hôm nào bố sẽ cho con xem. Phúc, Phúc. Anh Phong, anh Phong, mẹ con em phải tạm biệt anh thôi. Điện đài đang bận lắm. Vâng, thế nào rồi em cũng ra với anh. Vâng, nhất định là sẽ như thế. Vâng. Sao con nó lại im lặng thế? Anh đừng buồn, rồi Phúc sẽ quen dần với anh. Con chưa một lần nào gặp anh mà. Có chuyện gì xảy ra đấy? Phúc không nhận ra tôi. Cái đó hoàn toàn dễ hiểu. Cháu sinh ra khi anh đang ở Liên Xô, đúng không? Nó sẽ có thời gian để quen dần với anh. Ta đi thôi.
sống đẹp biết bao. Tưởng như không hề có chiến tranh ở đây vậy. Thế là dỡ xong hàng. Phải có đồng chí thiên trưởng. Gần vậy. Rất tiếc là các đồng chí lại không đến thăm quê tôi được. Không sao, Ilya sẽ ở lại với các bạn. Đi thôi. Đã đến lúc phải lên tàu rồi. Tôi thuyền trưởng đang nói đây. Các đồng chí thủy thủ Việt Nam Liên Xô hãy rời khỏi con tàu ngay. Tôi ra lệnh cho tất cả. Hãy nhanh chóng rời khỏi con tàu. Các đồng chí hãy nhanh chóng chấp hành lệnh của thuyền trưởng. Xuống.
Ilya. Nhanh lên. Yura, rút thôi. Lệnh thuyền trưởng sử dụng cứu sinh. Dài, nhanh lên. Các đồng chí khẩn trương vào trong hang. Máy bay Mỹ có thể quay trở lại. Chào đồng chí. Chào cụ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Thành ủy và nhân dân thành phố Hải Phòng chúng tôi đã được biết tin về những tổn thất, những hy sinh trên con tàu Chelyabinsk của các đồng chí. Còn bây giờ mời các đồng chí cứ tạm nghỉ ở đây. Sau đó ô tô sẽ đưa các đồng chí về lãnh sự quán. Các đồng chí cứ nghỉ ngơi ở đây tự nhiên. Xin cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. Đồng chí cứ nghỉ. Mẹ cho em đôi mắt xa. Để và để giữ đời cho em Mai, đôi mắt màu đen để thương để nhớ để dừng lại Mai. Anh. Con đâu? Con ở nhà với ông. Mai. Là đêm. Đây là Ilya, kỹ sư xây dựng. Đây là chào Mai, chí. Vợ tôi. Còn đây là thuyền trưởng Sukhov. Rất thân hạnh. Chào đồng chí. Xe đưa các đồng chí về lãnh sự quán đang chờ ở đằng kia. Xin mời. Ô tô có rồi đấy, ta đi thôi. Cảm ơn các đồng chí, chúng ta sẽ gặp lại. Ilya, đi với tôi. Chắc là anh đã biết, đây là nữ ca sĩ Mỹ trong phái đoàn hòa bình được sang thăm Việt Nam. Canh làm quen đi. Tôi là Phong. Kate Fams. Còn đây là Ilya. Rất hân hạnh. Tôi là Kuchin. Chị Kate Fams đã có may mắn được đi qua đường mòn Hồ Chí Minh. Chị thật là hạnh phúc.
Nhiều người Việt Nam chúng tôi cũng mơ ước như thế, vậy mà cũng chưa đến được. Xin lỗi, tôi ra tạm biệt thuyền trưởng. Đi nhé. Tạm biệt. Do thất bại nhục nhã ở Việt Nam, Tổng thống Mỹ Nixon đã ngang nhiên phá hoại hội nghị Paris, điên cuồng đánh phá vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, hòng khuất phục nhân dân ta. Hải Phòng thả mìn chặn các lối ra vào cảng,
Chúng dọa sau 3 ngày mìn sẽ bắt đầu phát nổ. Hôm nay, các tàu chở hàng của Nhật Bản và của Anh đã quay trở về. Các thủy thủ Liên Xô, Cuba, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức đã ở lại. Ngoài phao Zero, tàu chở hàng của Cuba bị mắc kẹt. Còn tàu các nước khác cũng chưa tiến hành được việc bốc dỡ hàng. Có khoảng bao nhiêu thủy lôi? Hả? Khoảng 1.000 quả anh ạ. Tôi cho rằng việc đầu tiên là phải sơ tán các trẻ em còn lại. Thứ hai là phải chuyển hoạt động của tất cả các xí nghiệp sang làm đơn. Thứ ba, phải lập một ủy ban đặc biệt để phục hồi các trục giao thông của thành phố, gỡ thủy lôi ở cảng vào vịnh. Xin phép anh ạ. Điều quan trọng là cần phải vô hiệu hóa dù chỉ là một trái mìn để chúng ta biết rõ cấu trúc của nó. Được chứ Phong này, chúng tôi giao trách nhiệm này cho đồng chí. Theo số liệu mà chúng ta đã có, thì một trái mìn đã được thả xuống chỗ này. Đồng chí Phong. Có tôi. Đồng chí hãy hướng dẫn, giải thích rõ cho toàn đội và hoàn thành nhiệm vụ trước Bộ Tư lệnh. Rõ. Xin lỗi, nhưng đồng chí hiểu điều đó có nghĩa là thế nào? Tôi hiểu. 90% là có thể hy sinh. 99% hy sinh. Nhưng nếu đồng chí ấy có thêm một người thao vác thì chỉ còn 50. Đồng chí biết con người tháo vát rồi à? Vâng. Ai vậy? Chính tôi. Báo cáo các đồng chí, đây là bộ phận bảo hiểm của thủy lôi. Khi được thả xuống, dưới áp lực của nước thắng được áp lực của lò xo, nó ở vào trạng thái nguy hiểm. Khi tàu đi qua, từ trường tác động đến, thủy lôi phát nổ. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn đồng chí. Thế nào, các đồng chí có ý kiến gì không? Tôi có một suy nghĩ, nhưng mạo hiểm anh ạ. Cụ thể là thế nào? Gây cho mìn nổ một cách có ý thức. Ta có thể cho xuồng nhỏ chạy trên bãi mìn với tốc độ lớn. Không được. Chúng ta chỉ có một ít xuồng. Mà Mỹ mỗi ngày thả xuống hàng trăm quả. Muốn làm vô hiệu hóa được tất cả
phải mất hàng trăm năm. Nhưng chúng ta không thể bó tay được. Bằng những chiếc xuồng này, chúng ta sẽ dọn đường cho tàu Che Guevara, sau đến tàu khác. Đúng. Vì chúng ta chưa có lối thoát nào khác cả. Đồng chí hãy chọn những người tình nguyện đi. Và phụ trách đội đặc biệt làm nhiệm vụ già phá lôi ở cảng. Rõ. Các đồng chí cứ suy nghĩ kỹ đi. Cần tìm ra biện pháp an toàn và bảo đảm nhất. Chúng ta không có quyền liều lĩnh. Nhưng mà phải giải quyết nhiệm vụ này.
của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi? Phong ơi, bây giờ tôi biết nương tựa vào đâu. Phong, con của tôi đâu? Chào chị. Chào anh. Chị về khách sạn à? Vâng, tôi về khách sạn. Tôi đi cùng được chứ? Tất nhiên. Nhân dân Việt Nam, những con người kỳ diệu, họ rất bình tĩnh chịu đựng những tổn thất của mình. Chưa hẳn đâu, quả là họ không còn con đường nào khác cả. Họ buộc phải chiến đấu trong suốt 30 năm. Cả mấy thế hệ cầm súng ngoài chiến tranh, họ chưa kịp làm gì cả. Họ không có thời gian để thực hiện cuộc sống khác. Chị hiểu không? Xin tặng chị. Cảm ơn anh. Còn anh, cái gì đã thôi thúc anh đến nơi đây? Tôi ở nhà có hai cháu nhỏ, Losa và Nhà. Losa lên 7 và Nhà 5. Chúng ta thường dạy chúng bằng những lời nói, những điều trong sách vở. Còn chúng thì lại đòi hỏi bằng hành động. Ở đây có lâu không? Tôi là kỹ sư xây dựng. Mà ở đây thì nhiều cầu bị đánh hỏng quá. Tôi nghe nói là chị sắp về. Vâng, tôi sắp về nước. Tôi cũng có một cháu gái ở nhà. Cái gì thế anh? Sáng nay các đội công binh hải quân và hàng hải Việt Nam đã phá hết thủy lôi. Đó là coi tàu các nước cảm ơn họ đấy. Илья! Thế là cuối cùng tôi đã tìm thấy anh. Chào anh, công việc thế nào? Tốt thôi, còn anh? Tôi cũng vậy. Mọi việc vẫn bình thường. Chuyện gì thế? Bây giờ mấy giờ? Chúng ta đấy. 2 giờ chiều nay có cuộc họp báo quan trọng. Thế hả? Đồng chí Dũng, lại đây. Chờ một chút. Được. Đồng chí giúp cho tôi bận đi với anh này. Đồng chí làm tiếp công việc thay tôi nhé. Rồi. Toàn bộ tài liệu đây. Rồi. Ta đi thôi. Tìm không? Yên tâm. Ta đi thôi. Anh bị bắt ở đâu? Ở Vịnh Hạ Long. Anh lái máy bay gì?
F-111, loại hiện đại nhất, không may chúng lấy lửa tầm thấp của các ông. Cất cánh từ sân bay nào? Phi trường Biên Hòa, nơi tập trung các loại máy bay hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ. Anh có tin một ngày nào đó anh sẽ được dẫn đến nơi mà anh đã từng cất cánh sẽ trở thành một nghĩa địa máy bay khổng lồ không? Tôi không tin vào những điều không tưởng. Không lực Hoa Kỳ là vô địch. Và bây giờ anh vẫn tin về điều đó chứ? Tôi vẫn tin. Mặc dù tôi và đồng đội tôi, những người lái đủ các loại máy bay, giờ đây đang gặp nhau ở Hinton, Hà Nội. Tên anh là gì? Billy Jackson. Bố mẹ anh làm gì? Điền chủ lại vừa. Anh bị bắn rơi ở đâu? Tôi không rõ. Tôi bị bắn rơi khi bay rất cao. Anh cảm thấy thế nào khi cắt bom hủy diệt những mục tiêu dân sự ở Việt Nam? Chẳng cảm thấy gì cả. Tôi đã quen với việc đó rồi. Trình độ học vấn? Tiến sĩ. Anh có thích đọc không? Không. Mong muốn hiện nay của anh là gì? Được thả về và lại bay nữa. Tên anh? Jack Peter. Anh lái máy bay gì? Pháo đài bay B-52. Anh đã ném bom bao nhiêu lần rồi? Khoảng gần 40 lần. Con đường nào đã đưa anh đến gây tội ác ở Việt Nam? Một sự ngẫu nhiên. Tôi vốn say mê ngành kiến trúc. Cái gì đã cản trở anh thực hiện ước mơ đó? Chiến tranh. Nhà văn nào anh yêu thích? Phúc. Anh có con không? Tôi có con gái. Tên anh là gì? Ajit Chere. Nơi sinh? Chicago. Anh bị bắn rơi ở đâu? Ở miền Nam Việt Nam. Cái gì đã khiến anh vào không lực Hoa Kỳ? Gia đình tôi rất đông người. Anh có hối hận về tội lỗi của anh không? Tôi không còn lối thoát nào khác cả. Anh tên gì? David McLean. Anh sinh ở đâu? New York. Bố mẹ anh là ai? Tôi không biết họ. Hoàn cảnh gia đình? Độc thân. Anh đã bay bao nhiêu lần rồi? Đây là chuyến thứ 13. Anh cảm thấy thế nào khi cắt bom hủy diệt những mục tiêu dân sự của Việt Nam? Sợ hãi. Còn anh? Mike Quinn. Bố mẹ anh làm gì? Tỷ phú. Người ta nói xuyên tạc với anh là miền Bắc muốn thôn tính miền Nam, có phải không? Đúng thế, nhưng tôi không quan tâm đến chính trị. Người ta trả cho anh bao nhiêu? Rất nhiều quyền lợi sau mỗi phi vụ. Ngày hạnh phúc nhất trong đời anh là ngày nào? Ngày tôi có nhiều tiền. Anh cảm thấy thế nào khi bị bắt? Nhục nhã khủng khiếp.
thấy đấy, đất nước chúng tôi bị tàn phá rất nặng nề. Vâng. Đúng, nhưng chúng tôi đối xử rất nhân đạo với giặc lái Mỹ. Đúng như vậy. Có vâng. Thế. Mai. Chào các anh. Chúng ta sẽ gặp lại. Khi được trở về Mỹ, anh có lại bay sang Việt Nam nữa không? Không. Tại sao? Tôi không tin họ nữa. Họ đánh lừa chúng tôi. Họ bảo chúng tôi ở Việt Nam không có tên lửa Liên Xô. Vì vậy mà các anh có thể ném bom bừa bãi xuống đất nước này phải không? Như vậy anh cho rằng nước Mỹ không bị thương tổn à? Vâng, tôi nghĩ thế. Và không nên biến tôi thành con người kỳ quái. Chúng tôi chỉ tiêu diệt tác nhân truyền bệnh Cộng sản Bắc Việt đang muốn thôn tính Nam Việt Nam. Anh có 3 đứa con, 6, 8 và 11 tuổi phải không? Vâng, đúng như thế. Anh có muốn chúng cũng phải chịu những tai họa như trẻ em Việt Nam đã phải chịu không? Điều đó không đe dọa con cái tôi. Anh có thừa nhận rằng những hành động của các phi công Mỹ ở Việt Nam là man dợ không? Yes. Here I saw that. Vâng. Tôi đã thấy rõ Nam Bắc Việt Nam là một khối thống nhất. Tôi cũng đã khẳng định được rằng không thể khuất phục được một dân tộc chiến đấu cho tự do của mình. Không thể nào chinh phục được những con người mà họ đã lấy phần cơm của con mình để nuôi chúng tôi. Những người đến đây với vũ khí trong tay và đã dội bom xuống chính những ngôi nhà của họ. Hôm nay tôi sẽ trở về New York. Ở đó tôi sẽ cố gắng chứng minh cho người ta thấy rằng ở đây lính Mỹ chiến đấu chủ yếu với trẻ em, phụ nữ và ông bà già mà thôi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy những người du kích ở Củ Chi. Họ đã đào hàng trăm km đường hầm chìm sâu trong lòng đất để sống. Ở đó họ đã lấy vợ, lấy chồng và sinh con. Và chiến đấu chống lại những người đồng bào của chúng tôi. Những người đã trà sát và phun hơi độc, ném bom hàng ngày hòng tiêu diệt những gì là sự sống, nhưng không bao giờ họ chịu khuất phục và họ vẫn tồn tại. Tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy ở miền Nam, chống lại lính Mỹ không phải chỉ có những người du kích địa phương và bộ đội từ miền Bắc vào, mà tất cả dân tộc Việt Nam trên 50 triệu người. Và tôi đã được qua đường mòn Hồ Chí Minh, đã thấy làng mạc bị tàn phá, cây rừng bị cháy trụi. Ông bà già ngồi vót chân trên những đống gạch vụn. Trẻ em đi trinh sát. Phụ nữ bắn máy bay bằng súng trường. Và bên những cỗ pháo có cả những nhà sư, những người tu hành. Chính vì thế mà phi công Mỹ đã gọi mảnh đất này là
tọa độ chết của họ. Ở Việt Nam tôi đã hiểu. Nếu như đất nước này không được ai giúp đỡ, nếu như người Nga ngừng cung cấp vũ khí và mọi vật liệu để giúp họ chiến đấu, thì những con người này vẫn không khuất phục. Họ sẽ còn chiến đấu 8 năm, 80 năm, hoặc 800 năm nữa. Chứ không ai có thể bắt họ quỳ gối được. Tôi rất muốn hát. Các bạn cho phép chứ? Thưa các bạn, bài hát này tôi mới viết. Tôi không muốn dịch lời bài hát trong khi hát. Nội dung của bài hát như thế này tôi xin dịch trước. Nếu như ở Việt Nam không còn lấy một người nào sống sót để đánh Mỹ, thì những đàn voi sẽ xông đến để đuổi Mỹ. Nếu những đàn voi cũng bị bắn chết, thì chim chóc khắp nơi sẽ bay đến để diệt Mỹ. Nếu chim muông cũng bị tiêu diệt thì lính Mỹ sẽ phải chống đỡ với kiến, ong ve, rắn rết và các loại côn trùng. Và nếu như động vật, chim muông cũng bị tiêu diệt hết, thì trên đất Việt Nam này, cây cỏ sẽ mọc lên dữ dội, sẽ mọc mãi cho đến chừng nào chưa bóp cho đến chết ngạt những kẻ gây tội ác giết người cuối cùng. Nếu như không thể dùng bàn tay chém không khí ra làm đôi được, thì cũng không thể chia cắt nhân dân Việt Nam một cách giả tạo được. Những con người ấy, đất nước bốn mùa xanh tươi ấy, của họ là bất diệt. Shoot all the leaves, fall all the trees, so scorched from bombs and poisoned water. Should not a single Vietnamese remain alive from cruel manslaughter. The elephants will rage and roar and wage against all the Yanks of war. And wage against all the Yanks of war. Should all the elephants be killed and all the fields be run to pieces, yet life in Vietnam can be stilled. Again will rise some living species. The leeches, ants and buzzing bees to sting the Yanks for the Vietnamese. To sting the Yanks for the Vietnamese. The birds and fish will peck and bite all those who came to kill and murder. The snakes will hiss from morn till night, and then more beasts will come up further. The animals will keep their ranks until they drive all away the Yanks. Until they drive all away the Yanks. Beasts become extinct, the grass, the reeds will grow up tougher, and by the nature of instinct, they'll crush the Yanks for those who suffer. You cannot slash and have the breeze, not split the legs.